cái từ rock của bọn chú ở đây nghĩa rock ở nghĩa là cái từ rock ở trong tiếng Anh nó có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà rock ở đây tức là you rock. Chú ở bên anh chú học ngành chú học toán à, theo về học dạy đúng ngành. Ừ thì tao học từ lớp 3 tao học chuyên toán. Phải. Chuyên toán từ lớp 3 đến lớp 12 mẹ suốt ngày đi thi thành phố toàn quốc lêu hêu tung tăng đến tận lớp 10 11 bắt đầu mới nghịch. Nhưng mà chú thì lại thích nhạc từ bé. Đến lớp 4 lớp 5 thì học piano của chị Giáng Son. Học được 2 năm xong rồi đến lớp 9 bắt đầu đi ra hàng bông mua một con guitar 120.000 guitar tự làm của mấy nghệ nhân ở hàng bông ấy đầu tiên về xong rồi đánh tuổi hồng thương ấy nothing else matter cái lọ cái chai 120.000 cái guitar lớp 9 nó bắt đầu tự học. Lớp 10 hay 11 thì bắt đầu nhờ anh Tùng Bao của ban Mutation mua cho con guitar điện đầu tiên 800.000 Fender Sài Gòn. Thì bắt đầu đi học đánh guitar điện. Sang bên Anh thì cứ hay đi diễn các chương trình sinh viên cùng ông Phú với ông Hà Lê. À, học cùng. Ba thằng học cùng trường Am, xong sang Anh cũng hay đi tham gia hoạt động. Chú học cùng thành phố với Hà Lê mà, hai thằng đều học toán kinh tế. Xong rồi đi diễn lung tung, xong lúc về thì ông Phú về trước. Ông Phú bảo anh ơi, cả cái Hà Nội không có chỗ nào để mà diễn nhạc sống như kiểu anh em mình được diễn bên kia cả. À, mới rủ nhau làm cái. Anh với cả DA gặp nhau là từ cấp 3 cơ, bọn anh học chung trường Hà Nội Amsterdam. Thì bắt đầu nhìn thấy nhau là biết nhau là từ hồi lớp 10. Đấy, từ DA học chuyên toán, anh học chuyên sinh. Đấy, hai anh em cùng học buổi sáng, cùng đến trường sớm, cùng nhìn thấy một cái thằng ở trông cao cao gầy gầy ghét ghét nhưng mà lúc nào cũng có mấy em xinh phái trưởng đi bên cạnh. Hồi đấy DA yêu một em ở trong trường ở bên chuyên Anh, là bạn ấy cũng rất, bạn ấy một trong bạn cũng rất là xinh ở trong trường. Đấy, thì DA là người yêu bạn ấy nên là tất cả anh em con trai trong trường đều biết về hội chuyên toán, đặc biệt là DA với cả một thằng cu hồi đấy chơi thân với cả DA là thằng Tiến. Tiến thì là cũng học với anh nhưng mà học với anh từ hồi cấp 1. Để xong bẵng thời gian như thế nào đó nghe thì là lên cấp 3 lại gặp nhau thì ông DA với ông Tiến hồi đấy là sáng nào cũng là như cặp bài trùng đến trường ấy, tại vì mỗi ông ấy cưa được một em xinh nhất của trên Anh. Đấy là khai thế. Thì hồi đấy là đầu tiên có anh Phú tự dưng nhắn tin. Anh bảo là anh biết có ban nhạc em tên là Gỗ Lim như này, anh muốn đến thử jam với mọi người xem sao, thử đánh có hứng mọi người xem sao. Xong anh đến nói chuyện các thứ này kia tí thì hồi đấy thì thực ra cũng chả có ai nhắn tin, chủ động nhắn tin cho ban nhạc kiểu đấy bao giờ, phỏng vấn không biết các thứ này kia bao giờ, thế là thôi. Kiểu thấy anh ấy cũng nghe cũng thành thật chứ không phải là cánh báo chí các thứ gì. Thế là anh ấy đến chơi xong anh mang đàn đến cũng ra với nhau. Anh ấy cũng rất là dễ thương. Thế xong anh bảo là lên chỗ anh chơi, anh mới mở quán các thứ này kia.
Chị em bảo chắc là lại mấy quán kiểu dốc bụi rồi thì hay mấy có mấy anh già già uống rượu nát nát ở đấy thôi, xong rồi chắc cũng mô hình quán cà phê hay là quán rượu gì đấy thôi, mà xong rồi đến kiểu ui ôi mẹ ơi nó to vãi lều. Đại diện cho thay mặt cho những cái anh em chơi nhạc cũng như là cộng đồng những người chơi nhạc xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới Hà Nội Rock City, tập thể của Hà Nội Rock City, đặc biệt là anh Đức Anh vì đã đồng hành và đem đến cái sân chơi tuyệt vời. Lúc anh đến là cái vision của mọi người cũng đã khá là đầy đủ. Thế nhưng mà anh đến thì anh đưa thêm được cái cộng đồng hip hop, những người underground cái mảng đó và cho dây tệp thêm. Thì tại ngay từ đầu lúc mà anh hỏi là Hà Nội Rock City thì nó kiểu nó là Rock City hay là nó là Rock City gì đó đấy. Thế thì Đức Anh bảo không, đây là Hà Nội Rock City, tức là nó là một cái Hà Nội kiểu sôi động, một cái Hà Nội kiểu anh em đến đây là để rocking, tức là để xóa, để chơi với nhau chứ không phải chỉ đơn thuần là nhạc rock. Mình là người Việt Nam, mình ở Việt Nam thì cái mục tiêu đầu tiên và lúc nào từ lúc chú ngồi với cả anh Phú DF ấy, là lúc nào cũng phải biết là target của mình sẽ là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên và những bạn đi làm trong khoảng từ 35 đổ xuống. Nhưng may là cái lúc đầu khi mình chưa thể nào tiến được đến cái target đấy thì các bạn expat lại đón nhận rất là tốt và các bạn ấy là cái mà người giữ cho HRC sống được trong vòng 5 năm đầu. Và năm thứ hai thì có một cái phase của World of Dub thì cũng giữ lửa được cho HRC và cũng cứu HRC rất nhiều fan trong vòng 2 năm rồi. Rất nhiều khán giả thì bắt đầu mới đến thì cái đội metal với hip hop ấy thì lúc nào cũng là ở đây rồi. Đấy, nhưng mà content thì nó cũng metal với hip hop thì nó không có nhiều, mà cháu biết metal fan đấy nó cũng chứ bằng đấy thôi, mà các bạn ấy cũng không có nhiều tiền ấy. Rocker, thanh niên, sinh viên, sinh viết thì làm sao mà tổ chức được nhiều và bán mới đắt được. Nên là hồi đầu tất cả chương trình Việt Nam trừ World of Dub là các chương trình nhạc sống là gần như không có profit. Chính là metal là cộng đồng bền vững nhất. Siêu bền vững luôn. Metal nó số 1. Mời được cả toàn Emil, After the Barrier, xong rồi còn SLA Dying ấy. Tất cả thằng Tây nào đến đây mà bảo hả? After the Barrier với SLA Dying diễn ở cái sân khấu này á. Mời được về thì theo kế hoạch ban đầu thì là không đánh ở Việt Nam đâu. Nhưng mà lúc sau thì ban nhạc lại còn tự nhiên ban nhạc lại thừa một ngày ra. Vâng. Thì manager của ban mới contact với anh thì bảo có làm được không? Có chắc chắn làm được không? Không thì đúng ban nhạc tầm cỡ như SLA thì cái yêu cầu của họ cao hơn rất là nhiều. Thì lúc mà xem cái yêu cầu của họ thì thực sự là cũng choáng, sốc. Xong mình gửi HRC đây,
venue số 1 đây, có chấp nhận không? HRC cũng còn khá bé so với họ yêu cầu ở venue lớn hơn cơ. Thì nhưng mà có thể đến đây họ thấy một cái venue mà rất là đáp ứng đủ tiêu chuẩn của họ. Đối với mình thì thực ra là cái chỗ cái ở HRC này là còn do có anh có chú Đa rất là thoải mái trong cái việc là bọn mình chơi một cái thể loại nhạc khó nghe, phá làng và xóm. Bọn nó dân gian gọi là nhạc mổ bò. Thì không phải là venue nào cũng chấp nhận cái chuyện đấy. Thì cái thời mà mới chơi mà đã chơi cái nhạc khủ khoắm như này rồi, chơi chỗ khác thì bị đuổi, xong bắt đền làm làm hỏng đồ, bắt đền. Thì được đến đây chơi thoải mái, thỏa thích thì tuyệt vời. HRC ơi, thật sự là cái tụ điểm này là một trong những tụ điểm khiến Hà Nội trở thành Hà Nội. Và nếu như không có HRC, thật sự cộng đồng chơi nhạc và hoạt động nghệ thuật ở khắp cả nơi chứ không chỉ ở Hà Nội sẽ không biết làm gì khi ra đến đất Bắc này. Cho nên là thật sự cảm ơn HRC vì 10 năm qua, 10 năm đã cống hiến hết mình cho âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật. Dù có hôm đông, có hôm vắng, nhưng khi chúng ta đặt chân ở đây, chúng ta biết được là sẽ lúc nào HRC cũng sẽ đón đãi bằng những sự nhiệt tình và yêu thương nhất. Cảm ơn HRC, cảm ơn Hà Nội, hẹn gặp lại. Quan trọng nhất là HRC nó vẫn thế, cái vibe, cái không khí, rồi cái giá trị của nó sau 10 năm nó mới tạo ra được cái không khí mà mình được chứng kiến hôm vừa rồi. Thực sự đó nó là cái quá trình tại sao hôm vừa rồi anh với cả ban nhạc Một Nước anh em có thể cháy được như vậy, không phải chỉ riêng anh ở trên sân khấu mà tất cả khán giả có thể cháy được như vậy, là nó là cả quá trình 10 năm qua HRC đã gọi là nói thật là giáo dục một cái kiểu chơi, đúng không, và một cái kiểu hưởng thụ âm nhạc và tạo cái điều kiện tốt nhất để các bạn hoàn toàn có thể chỉ là đơn giản là quên hết mọi thứ, bỏ hết tất cả mọi thứ ngoài cái cửa đấy và vào trong đấy và say về cái âm nhạc, say về ban nhạc của bạn yêu thích, say về những cái bài hát, còn say về cái thứ âm thanh của bạn. Em cũng đúng rồi, 10 năm mà không chết thì chắc chắn là hậu phúc của sẽ rất là dồi dào đúng không ạ? Thế nhưng mà được như vậy là bởi vì chính tất cả các bạn 10 năm qua đã luôn luôn đồng hành, đã luôn luôn ở đây trong cái căn phòng này và làm những cái thứ điên rồ như vừa đấy. Thế cho nên là mặc dù cuộc sống ngoài kia có như thế nào, anh em chúng ta có lên xuống chúng ta sao, nhưng mà khi mà chúng ta bỏ hết tất cả ở cái ngoài đến cửa đấy, chúng ta vào đây thì khoảnh khắc ở trong này, những cái khoảnh khắc, những cái ký ức ở đây nó sẽ luôn là đi theo chúng ta, đúng không ạ? Đấy, cảm ơn Hà Nội Rock City vì luôn ở đây để cho chúng tôi ở trọ hàng đêm với âm nhạc nhá. Thank you TA, anh là Gold đấy, anh là Great Sir Old Man trong mắt của em, you know? Yeah, nhiều thứ nó xảy ra nhưng mà sẽ, anh nghĩ là cái ý nghĩa nhất đối với anh là được đứng ở đấy thôi ạ.
được một lần để cánh cửa để bước ra, xong rồi bước vào trong cái không gian đấy là mình đã thấy kiểu cuộc sống của mình, hay là những cái mình đã lựa chọn, hay là những cái thứ mình đã làm từ trước đến giờ đúc kết lại cùng nó chỉ để cho mình có được cái giây phút đấy, cái moment, cái khoảnh khắc đấy ở đây. Con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước buồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tối nay ở trọ trần gian trăm năm về chốn xa xăm. Xin phép được một lần tự gọi mình là OG. Là một trong những OG của những người chơi nhạc và đến chơi ở HRC đã có thâm niên 10 năm, thì xin phép được chúc HRC thêm nhiều lần 10 năm thật là rực rỡ nữa. Chúc HRC có thêm thật nhiều ban nhạc và thật nhiều đa dạng thể loại âm nhạc khác nhau nữa, và chúc HRC sống thật lâu nữa để mỗi lần cháu mà được mời ban nước ngoài nào hay ho về thì cháu sẽ rất hân hạnh, gọi là bảo người ta đây là venue đỉnh nhất Hà Nội. Chúc HRC sẽ kiểu càng ngày càng lớn mạnh để mãi mãi làm thánh địa cho chúng cháu chơi nhạc ở đấy và sáng tạo ở đấy. Yêu HRC, yêu chủ đa, hy vọng trong tương lai gần có thể được gặp lại cả anh Phú và chị Liz. Phải có những cái venue như HRC thì âm nhạc mới phát triển được. Chúc chú Đa luôn giữ được máu lửa để cho bọn em còn đốt tiếp. Cháy. Đợt dịch này khó khăn thì cũng thông cảm được với sự khó khăn hiện tại của HRC, cũng mong là dịch nó hết nhanh nhanh lên thì chú HRC với chú Đa có thể chạy lại được thường xuyên, và cháu với anh Trung cũng có thể làm show lại được, thì lúc đấy lại trở lại với vòng tuần hoàn cũ. Chỉ mong là ngày hết dịch là được để tất cả cùng bung lụa. Cũng chúc mong chú Đa bùng cháy, giữ sức khỏe, nguyên giữ sức khỏe, luôn giữ sự máu lửa và luôn chấp nhận bọn đánh nhạc nặng này. Yeah.